Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Kiên à? Tí tí sắp kết thúc rồi. Có còn muốn tiếp tục nữa hay không? Đương nhiên, quân tích nại và ta chỉ có một chút. Chỉ có cách một chút, nếu buông lỏng thì sẽ bị cô ta vượt qua. Đều là do ta đã làm liên lụy đến tỷ tỷ. Muội là muội muội của ta làm gì cho muội cũng là chuyện nên làm. Phát hiện mình rồi sao? Không có gì, chúng ta đi thôi tỷ tỷ. Cố lên, Vân Triệt đại ca. Lâu như vậy không gặp, có còn khỏe hay không? Vương muội, ta có thể vào được không? Cút ngay. Vương muội, dù sao ta cũng là huynh trưởng của muội, có chuyện quan trọng. Bổn công chúa chỉ có một huynh trưởng, huynh ấy đã chết rồi. Ngươi cũng muốn chết sao? Vương muội, thật sự là thích đùa giỡn. Tỷ tỷ. Thái chỉ, xảy ra chuyện gì vậy? Ấy, tuyển chọn của Đại Nục Huyền Thần sắp kết thúc rồi. Đại chiến Phong Thần Đài, tỷ có thể đi cùng với muội một chuyến được không? Thái chỉ, ta nhìn thấy muội lớn lên, không thể nào lừa ta được đâu. Rốt cuộc là muội muốn làm cái gì? Ta cái đó chính là muốn xem Đại Lục Huyền Thần. Không nói thật, thế thì ta sẽ không đi cùng với muội đâu. Muội, nhưng mà không thể nói. Tỷ tỷ hãy tin muội một lần có được hay không? Thái chỉ, ơi, sau này có chuyện gì cũng không được phép giấu ta đâu đấy. Dự tuyển vòng thứ hai sắp kết thúc rồi. Những người được thời chọn thông qua dự tuyển đều sẽ được đưa đến nơi này. Được trời chọn tuyệt đối không được để bổn vương quá thất vọng mới tốt. Ơi, ếch ngồi đáy giếng quá lâu, đừng có bị dọa đái ra trong quần đấy. Vậy bổn vương thật sự là rất mong chờ. Kiên à, tiểu nữ không hiểu lễ phép, tự ý xông vào, hy vọng trách tội nhẹ thôi. Lệnh viên đích thân đến đây, não hổ vui còn không kịp, làm gì mà còn trời trách, mà còn nỡ trách tội được chứ. Đều đã xông vào đây rồi, cũng không đến bái kiến mấy vị. Không sao, không sao, như vậy cũng tốt. Nếu như thần nữ đông vực của chúng ta thật sự đến, sợ rằng nhiều nam nhân ở đây sẽ không còn tâm tư để xem Đại Lục Huyền Thần rồi.
Xem ra có khách không mời mà đến rồi. Một là Long Hoàng, người kia là thương thích thiến của Lam Vực. Tiểu thư có đến đó bái kiến hay không? Không cần đâu. Trên đời này người xứng để ta dập đầu bái lạy chỉ có một mình phụ vương Cổ Bá. Ông cảm thấy chuyến đi này có thu hoạch hay không? Tiểu thư tự có trời phù hộ. Cửu Huyền Linh Lung Thể, cho dù là che đậy có tốt cũng tuyệt đối không thể nào thoát khỏi ánh mắt của Cổ Bá.